Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cá tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 16 tháng riêng năm Tân Sửu, Ngày này là ngày Bính Ngọ tháng canh dần năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Cao Trần, giờ màu Tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thiên hà thủy, ngày bính ngọ, tức can chi tương đồng thuộc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, thiên hà thủy, kỷ tuổi, canh tí, mậu tí, ngày thuộc hành thủy khác với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, mậu tí, bính thân, mậu ngọ thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày ngọ lục hợp với mùi, tam hợp với dần và tốt thành hỏa cục, xung với Tý hình ngọ, hình dầu, hại xỉu, phá mão và tuyệt hời. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi mậu tí, canh tí, tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm thân, mậu thân, giáp tí, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức, tốt mọi việc, sao thiên mã hay còn gọi là sao lộc mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, cầu tài lộc, sao nguyệt tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng. Sao Nguyệt Ân, tốt mọi việc. Sao Tam Hợp, tốt mọi việc. Sao Dân Nhật, Thời Đức, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Đại Hao, hay còn gọi là sao Tự Khí, Quan Phú, xấu mọi việc. Sao Hoàng Sa, xấu đối với xuất hành. Sao Ngũ Quỷ, kỵ về xuất hành, sao bạch hổ, kỵ về an táng, sao tổ chỉ, sao đối với tế tử, tố tùng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng tây nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây, mời các bạn đốn xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo Dậu Cho nên với bạn tuổi Tý, bạn nên chú ý tới lời ăn tiếng nói của mình, đừng có vì những chuyện nhỏ nhặt mà lại làm mất lòng nhau, có thể bạn tuổi tí chẳng có ý gì khi nói nhưng người nghe lại nhạy cảm hay suy diễn. Và hôm nay với bạn tuổi tí bạn hãy nói chuyện vui vẻ, trò chuyện tâm sự với nhau, đừng có phá hỏng không khí đầm ấm hòa thuận của gia đình. Chắc bạn cũng không muốn lâm vào cảnh khó xử đâu bên cạnh đó vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi Tý hãy chi tiêu vừa mức cân đối khả năng của mình chớ nên nung chiều ý thích của mình thái quá mà sắm sửa những thứ hào nhoáng phù phiếm không cần thiết lại tốn tiền hao của vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim cẩn thận kẹo lại bị mất tiền oan tử vi tuổi bính tý thuộc thủy cẩn thận kẹo làm mất lòng nhau tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa hỏa thị phi gây tổn thương đến người mình yêu thương tử vi tuổi canh tý thuộc thổ đừng cố chấp làm theo ý của mình tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc thận trọng kẹo lại mắc bậy của kẻ tiểu nhân vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu xanh lục màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Thân tuổi Tỵ từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Sửu trong ngày này bạn cần phải mở lòng mình hơn đừng có vì chuyện gì cũng giấu đi chẳng hề tâm sự chia sẻ với bất cứ ai điều đó sẽ khiến cho bạn càng thêm cô đơn hơn ngày này với bà tuổi sửu cũng đang gặp ngày ngọa sửu tương hại, cuộc sống này vẫn đầy rẫy những khó khăn. Nếu như chúng ta không biết cách cân bằng cảm xúc thì chỉ gây hại cho bản thân mình mà thôi. Với bà tuổi sửu đừng có ngại làm phiền người khác, đôi khi nó là sự tin tưởng nữa. Ngày này với bạn tuổi sửu đối với các cặp đôi hãy dành thêm thời gian cho nhau, bạn và người ấy có quá nhiều mối quan tâm riêng và ngày này mọi người lại đam mê với những dự định riêng của mình cho nên chẳng hề quan tâm tới đối phương nữa về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, tình cảm gặp nhiều mâu thuẫn, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, dễ gây rạn nứt trong gia đình, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, cần phải hiểu và chia sẻ với nhau, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, hãy thông cảm cho những khó khăn của đối phương, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, đừng có chuyện bé xé ra to mà lại mang họa vào thân vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang có được báo hiệu bạn sẽ đón nhiều tin vui tới tấp luôn tới ngày này bạn đã gặp được quý nhân tam hợp mang tới cho bạn tin vui về con đường tình duyên đào hoa thám sắc sẽ giúp cho bạn có được những điều mình mong muốn các cặp đôi nhanh chóng hàn gắn được những vết rạn nứt trước đó mà không gặp phải khó khăn trở ngại nào. Gương vỡ lại lành, đôi bên biết trân trọng nhau hơn, có khi sẽ để nhanh tín độ về chung một nhà nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần, lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cho thấy, với bản mệnh làm ăn buôn bán khá tốt, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, chẳng lo đầu năm, nhu cầu mua sắm giảm sút cho nên đối kiếm nữa, bản mệnh hãy nhân cơ hội này để mở thêm lĩnh vực kinh doanh mới với mình, để tăng thêm nguồn thu cho mình. Về từ vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, đón nhiều tin vui về chuyện tình cảm. Từ vi tuổi bính dần, thuộc họ, kinh doanh buôn bán phát tài, phát lộc. Từ vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, tiền bạc rụng rịnh trong tay, không lo lắng. Từ vi tuổi canh dần, thuộc mộc, hãy mở cửa trái tim, đón tình yêu đến. Từ vi tuổi nhâm dần, thuộc kim tin vui tới tấp báo về, may mắn ngập tràn vài đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ bảy này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi Mão cho chúng ta thấy là với bà tuổi Mão đang cảm thấy thất vọng khi người ấy chẳng hề hiểu và thông cảm cho những khó khăn mà bạn đang gặp phải. Bà tuổi Mão cũng chẳng muốn không được nghỉ ngơi, không có thời gian dành cho gia đình, nhưng công việc yêu cầu thì biết làm sao được. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Mão cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cho thấy với những sự cố phát sinh bất ngờ sẽ khiến cho bạn mất rất nhiều thời gian để sửa chữa lại. Tuy nhiên, với bà tuổi Mão cũng vẫn phải chịu ảnh hưởng nặng nề của sự cố chấp lần này chứ không phải là xử lý xong là xong chuyện đâu. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi mạo trong ngày thứ bảy này cái chuyện tình cảm lứa đôi bạn tuổi mạo nên cố gắng kiềm chế cảm xúc để không nóng giận quá mức bạn hãy lựa lời để nói cho đối phương hiểu những vấn đề mình đang gặp phải để đối phương không có gì phải nghi ngờ bạn nữa về từ vi tuổi ất mão thuộc thủy công việc có nhiều trở ngại khó khăn, tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa cần phải bình tĩnh để không nóng giận mất khôn, tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ cần phải hiểu cho những khó khăn của đối phương, tử vi tuổi tân mão thuộc mộc tình cảm có nhiều dấu hiệu rạ nứt, tử vi tuổi quý mão thuộc kim mệt muộn mệt mỏi khi phải xử lý quá nhiều sự cố. Vài đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu điền, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn, thứ bảy, ngày 27 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tử thìn đó. cho chúng ta thấy là vận trình của bà tử thìn trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh đây là điểm báo xui cho bạn tử thìn trong ngày hôm nay bạn mệnh có thể sẽ bị tiểu nhân lừa gạt về tiền bạc bằng những chiêu trò cũ rích nhưng vì ngày này bạn thiếu đi sự cẩn trọng nên vẫn mắc mưu Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn lại đang gặp được ngày có họa dưỡng cho thổ. Cái điều này cho thấy con đường tình duyên của bạn lại rất thám sắc. Nhờ có sự an ủi và động viên của người ấy mà với bạn tuổi thìn cảm thấy đỡ chán nạn phần nào. Thôi thì còn có người để an ủi bầu bạn, còn sức thì còn làm ra tiền. Còn đối với những bạn đang còn độc thân thì hãy suy nghĩ lạc quan hơn để đón nhận tình yêu tới. Chẳng có gì có thể giúp cho bạn thay đổi được cuộc sống nhiều bằng tình yêu đâu. Và ngày hôm nay sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ và làm quen với người khác phái. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ dễ gặp họa tiểu nhân lừa gạt về tiền bạc. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ tình cảm thăng hoa nhanh chóng. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc vợ chồng nhanh chóng đón tin vui về nhà. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim cần mạnh mẽ và chủ động hơn trong tình yêu. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy đừng có để cho bản thân mình đánh mất đi hạnh phúc. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi dậu tuổi thân từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi tỵ ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày của tam hội phù trợ cho nên cái chuyện tình cảm của bạn tuổi tỷ dễ dàng phát triển như ý muốn. Với bạn tuổi tỷ có thể được người ấy trao cho những điều lãng mạn bất ngờ đáng yêu nhất. Ngày này, đối với những cặp vợ chồng thì bạn có được thời gian để nghỉ ngơi bên nhau, có khi chỉ cần ngồi bên nhau cùng uống tách trà, xem một bộ phim cũng là một ngày tuyệt vời tràn ngập tình yêu với bạn nữa rồi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có thiên tài nhập mệnh, cho thấy với bà tuổi Tỵ bạn cần phải cố gắng sắp xếp thời gian rảnh của mình để tăng thêm nguồn thu nhập. Bạn sẽ thấy bất ngờ với cái nguồn thu về tay chỉ sau một ngày làm việc cuối tuần của mình về tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ tình cảm lãng mạn đúng như ý muốn tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ kiếm được thêm thu nhập nhờ nghề tay trái tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc hãy tận hưởng một ngày trọn vẹn bên người thân tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim đừng có tham công tiếc việc quá mức tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy dễ dàng kiếm tiền nếu như biết cách nắm bắt cơ hội Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi ngọ trong ngày này bạn đừng quá lo lắng cái chuyện tiền bạc bởi lẽ bạn đang có được chính tài trợ mệnh mang đến cho bạn có được nhiều niềm vui bất ngờ bạn mệnh có thể chi tiêu thoải mái theo ý của mình mà không cần phải cân đo đô đong đếm nữa với bà tuổi ngọ, tiền bạc được khởi vượng, bạn cũng đừng có chi tiêu hoang phí hết cho những chuyến đi, mà hãy biết tiết kiệm phần nào đó cho tương lai. Sống đừng chỉ vì biết hôm nay, mà còn phải lo lắng cho ngày mai nữa. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi ngọ cũng đang gặp ngày của hỏa khí vượng. Cảnh báo cho bạn về những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Nếu như bạn căng thẳng quá mức, dễ nóng giận vì những chuyện không đáng có khiến cho cái mối quan hệ đôi bên trở vào thế khó xử. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tài lộc khởi vượng kiếm tiền dễ dàng từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy tình cảm mâu thuẫn vì không hiểu được nhau từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa dễ nóng giận vì bất đồng ý kiến từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ đừng đừng có đánh mất lý trí vì mất kiểm soát cảm xúc từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc có được nguồn thu nhập ổn định vững vàng và đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường màu cam, màu hồng, quý nhân phụ trợ tuổi tốt, tuổi Mão, tuổi Dần. Từ vi tuổi Mùi thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này đang gặp được ngày có ngộ hành Mùi ngọ nhị hợp, cho nên với bạn tuổi Mùi, con đường tình duyên của bạn đang rất vượng sắc, có nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Bạn tuổi Mùi, bạn hãy thoải mái tư tưởng, tình yêu sẽ nhanh đến với bạn luôn đó nha còn đối với các cặp đôi trong ngày này sẽ là lúc để bạn hâm nóng lại tình cảm lứa đôi bạn mệnh hãy dành thật nhiều thời gian cho những người mà mình yêu thương tạo ra những kỷ niệm đẹp bạn sẽ không thấy nối tiếc nữa đâu con người ai cũng có lúc phạm phải sai sót ai cũng có khuyết điểm nhưng nếu chúng ta biết Bộ qua cho nhau, nhìn vào những mặt tốt của nhau thì cuộc sống này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn hãy cùng tạo nên một cuộc sống hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, tình duyên như ý, có nhiều may mắn. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy nên dành nhiều thời gian để hâm nóng tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc họ cần phải biết bỏ qua những sai sót của nhau từ vi tuổi tân mùi thuộc thổ trở nên cố cố chấp nhặt mà gây ra những mâu thuẫn từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc hãy sống hết mình vì hạnh phúc của riêng mình vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3 số 8 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu cam quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mão tuổi ngọ từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi thân đó, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang có điểm báo dễ lâm vào thế khó xử khi bị người ấy hiểu lầm tình cảm của mình. Bạn không được khéo léo cho nên có thể khiến cho đối phương cảm thấy chưa đủ an tâm về bạn. Với bà tuổi thân, bạn nên học cách bày tỏ tình cảm nhiều hơn nữa để cho người ấy vững tin vào tình cảm của mình. Sự thiếu, thiếu tin tưởng có thể dẫn đến sự nghi ngờ, hiểu lầm cũng như là dẫn đến sự rạn nứt về tình cảm một cách đáng tiếc. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi thân, lại đang gặp ngày có họa kim xung khắc cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân có những mâu thuẫn trong chính con người của mình nửa thì muốn tiến tới nửa lại bị sợ tổn thương cũng vì thế mà mãi mãi luôn vẫn chưa tìm được một nửa để gửi gắm tình cảm của mình vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy dễ nảy sinh hiểu lầm trong chuyện tình cảm tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa mâu thuẫn xung khắc vì những chuyện vặt vãnh tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ tự mình không đưa ra được những quyết định cho mình tử vi tuổi canh thân thuộc mộc nên nhắc nhở bản thân để không phạm phải sai lầm tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim hãy chủ động hơn để nắm giữ hạnh phúc về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi giàu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông tí ngọ mão Dậu đây là lời cảnh báo cho bà tuổi Dậu chớ nên đùa quá trớn mà khiến cho chuyện tình cảm của bạn có những mâu thuẫn không phải chuyện gì cũng có thể hợp để đùa cợt dễ gây ra hiểu lầm lắm đó. Và với bà tuổi dậu, cần phải học cách tôn trọng chính người mà mình yêu thương, không phải lúc nào cũng đem người ấy ra để làm trò cười được. Một hai lần có thể vui, nhưng nhiều lần thì mất vui nữa đó và ngày này đối với những bạn đang còn độc thân những chuyện thị phi đồn này bạn hãy để ngoài tai đừng có để cho lời nói của những người chẳng liên quan tới mình khiến cho tâm trạng mình bị bất ổn độc thân thì vẫn độc thân đâu có gì phải lăn tăn quá thế về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy đừng có làm chuyện mà không ai muốn xảy đến với mình tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa cái gì cũng cần có điểm dừng tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ mâu thuẫn quốc thể giải quyết nếu như hạ bớt cái tôi của mình xuống tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc lòng tự trọng làm mất đi hạnh phúc tử vi tuổi quý dậu thuộc kim nhân duyên kiếm sắc dễ chịu tổn thương vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. tử vi tuổi tuất thứ bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tuất trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tuất phù trợ cho nên với bà tuổi tuất cần phải nỗ lực để nắm bắt được tình yêu thuộc về mình với bà tuổi tuất bạn đang đứng trước khá nhiều lựa chọn, bạn hãy sáng suốt để tìm ra người thực sự phù hợp với bản thân. Trong ngày này, đối với các cặp vợ chồng thì có được một ngày bận rộn, nhưng cũng hạnh phúc với những công việc chung, đôi bên cùng chung sức đồng lòng, cùng tạo thêm ra nhiều kỷ niệm đẹp ở bên nhau. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tốt lại đang gặp ngày có thiên quan giáng họa. Cái điều này cho thấy tiểu nhân có thể sẽ xuất hiện và tìm cách để lợi dụng lòng tin của bạn mà vay mượn về tiền bạc bạn mệnh cần phải kiểm tra rõ ràng thông tin kẹo lại tiền có đi mà không quay trở lại về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ tiểu nhân tìm cách phá hoại vận trình tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ tình cảm lứa đôi được như ý muốn tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Tử vi tuổi canh tốt, thuộc kim, Hãy sống như chính chính mình luôn thế. Tử vi tuổi nhâm tốt, thuộc thủy, cần phải đề phòng với những người vay mượn về tiền bạc. Về đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Từ vi tuổi hỏi thứ 7 ngày 27 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tuổi Hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Hợi trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi Hợi cần phải mạnh dạn hơn để nắm bắt cơ hội đến với mình. Bạn mệnh có nhiều khả năng phát tài trong ngày hôm nay nếu như thực hiện tốt những kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Hợi lại đang gặp ngày có hỏa thủy xung khắc cái điều này cho thấy rất có thể với bạn sẽ gây ra những mâu thuẫn trong gia đình. Bạn mệnh cần phải nhớ rằng hôm nay là thời điểm dành cho gia đình bạn à, mãi mê kiếm tiền là có lợi với những người thân. Bạn hãy cân đối thời gian trong ngày này làm sao để việc kiếm tiền và chăm sóc gia đình không bị xung đột với nhau và bạn hãy chia sẻ tâm sự với người ấy nhiều hơn về những khó khăn của mình nữa về từ vi tuổi ất hợi thuộc hỏa mâu thuẫn bất đồng đến từ những chuyện nhỏ nhặt tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ cần phải hiểu và thông cảm cho nhau tử vi tuổi tân hợi thuộc kim tiền bạc được dồi dào không lo túng thiếu tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy đường tình duyên không được vượng sắc vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.